Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vùng Đất Chết. Ta-da, yeah. Ok. Thì hôm nay mình có mời đến anh Dịch vào trong map Vùng Đất Chết chung với mình anh em ơi. Có rất là nhiều bạn gọi là yêu cầu mình làm video Vùng Đất Chết chung với anh Vịt, cho nên mình hứa với bạn là từ nay mình sẽ quay chung với anh Vịt nha. Mình sẽ không gọi là quay video trễ để không mời anh Vịt vào nữa. Có nhiều bạn gọi là rất là yêu mến anh Vịt luôn và muốn anh Vịt gọi là quay chung với mình. Ok. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào? Thì có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là tại sao lại không thấy cái cây kiếm băng của anh Vịt đâu. Thì thật ra là mình đã bỏ vào trong cái rương cho anh Vịt ở đây. Đây. Bên đây là cây kiếm, gọi là kiếm không, cái này ta gọi là dao ngọc xanh mấy bạn ơi. Mà lần trước mình với anh Dịch đã thấy được ở bên dưới một cái hồ cá ăn thịt nè. Còn đây chính là cây kiếm lửa của mình. Đó, ghê không? Rồi, hôm nay mình với Dịch sẽ cùng nhau gọi là thi đấu với nhau các bạn ơi. Mấy bạn có thể nhìn thấy ở trên. Hả? Thi gì? Thi đấu. Ủa, rồi coi vô quay clip đòi thi đấu. Ủa, thi đấu chứ còn gì nữa. Thì hôm nay mấy bạn yêu cầu em là thử test thử coi kiếm của Dịch với kiếm của em kiếm nào mạnh hơn. Nói chung hai đứa mình sẽ đấu kiếm với nhau. Là anh cầm kiếm của anh để anh chọn cái kiếm của em hôm bữa hả? Ờ đúng rồi. Nè đây nè, okay, trong rương nè. Chúng ta đã kết thúc video clip tệ nha bạn, nữa là một like một subscribe nha, mình đi. Ê đừng đi cho anh trời, ở lại đi trời. Nếu như mà người nào thắng. Ngu gì vô test kiếm trời. Người nào thắng sẽ được 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Chịu không? 1 triệu đồng, quá dễ mặt. Hôm qua được donate 3 triệu. À vậy thôi, người nào chiến thắng được 10 triệu chơi luôn, 10 triệu thì chơi. Ok rồi nè, trong đây nè, trong đây là có cây dao ngọc xanh của Vịt nữa bạn, với bên đây là cây kiếm lửa của mình, và ôi, bên trong đây còn cây ICM. Gì cây ICM gì tào lao. Ok thì trong đây nè, bây giờ nha, thì đồ ở bên gọi là bên trái là của mình, bên phải là của Vịt. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nha. Đây mình đã chuẩn bị rất là nhiều luôn. Đầu tiên là một cái áo giáp kim cương nè, cái kiếm lửa nè, và táo kim cương nè, với lại một cái mắt, một cái cánh thần để bay các bạn ơi. Cánh thần này có thể bay được nha. Đó, thấy mình bay lên nhà cho bạn coi nè. Đó, ghê không? Bay rất là cao luôn. Đó, trời ơi. Nếu những bạn nào mà chưa coi cái tập về cái cánh thần này thì các bạn hãy lên trên kênh của mình để xem nha. Ồ, Vịt cũng đang bay kìa. Đó. Rồi, và bọn mình sẽ gọi là sử dụng cây kiếm lửa và cái kiếm dao ngọc xanh của Vịt và chiến đấu với nhau. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là không biết được rằng là cái kiếm nào mạnh hơn, cho nên mình với Vịt hôm nay sẽ PvP chiến đấu với nhau nha các bạn. Rồi, cái kiếm của Vịt là có thể làm được gì nè, Vịt thì biểu diễn cho mấy bạn xem đi. Hey, biểu diễn. Yeah! Bèo. Ôi, thấy không? Cái kiếm của Vịt là có thể bắn ra được một cái viên ngọc rất là mạnh luôn. Ủa mà em nhớ là cái kiếm của Vịt là bắn liên tục được luôn mà. Bắn liên tục cái đó, chỗ ra đó, liên tục vậy là liên tục rồi đó. À, là liên tục hả? Đúng rồi. Cầm mấy gạt đi. Ok, mỗi lần bắn là nó sẽ rơi cái dao xanh nè, cái dao này chế được thêm cái kiếm nữa nè. Rồi ok, còn cái kiếm lửa của mình thì bạn nào muốn biết được nó làm được gì thì các bạn có thể coi ở trong cái tập trước nha. Tập trước là mình đã sử dụng cái kiếm lửa này để mình nướng Dịch rồi đó. Ở mình nướng dịch quay mấy bạn ơi. Ok. Và bây giờ mấy bạn nhìn thấy ở phía trên không? Phía trên đang có cái chữ gọi là số 0 và số 0 các bạn thấy không? Đó thì hai cái số này sẽ là tính tỷ số với nhau. Thì mình chính là màu đỏ, Dịch chính là màu xanh. Giống như cái cây kiếm của mình là kiếm lửa là màu đỏ nè, kiếm Dịch là màu xanh, là cái số của Dịch sẽ là màu xanh nè đó. Thì người nào mà đạt được 10 điểm trước thì người đó sẽ chiến thắng. Mà đạt được 10 điểm bằng cách nào? Là chúng ta sẽ giết cái người kia là chúng ta sẽ được 10 điểm hiểu không? Chúng ta sẽ được một điểm hiểu không? Giết được một mạng được một điểm hiểu không? Ông Dịch ông đang ngắm mình các bạn ơi. Phong ơi. Bạn gái em kìa. Bạn gái em nào? Dạ. Cái đó là con trứng bơm cho bạn gái không hay nào? Dạ không, thử coi. Hãy xem em và chiến đấu mấy bạn, hãy xem cái kiếm lửa của mình đây. Bùm, đó, cháy luôn, ghê không, ghê không? Mày hả mày? Đó, ghê chưa? Ghê. Rồi, bây giờ làm bắt đầu solo, đếm đi, đếm đi. Ok, đếm nè, 1, 2, 3, bắt đầu. Thôi, bây giờ mình chạy trước. Mình sẽ chạy trước để mình kiếm chỗ mình ăn táo kim cương đó các bạn ơi. Anh vừa solo rồi, hai thằng chạy thằng nào đấy thằng nào. Ha, tính ra tự nhiên hai ông chạy luôn vậy. Thôi kệ đi. Đó mấy bạn ơi, Vịt đang ở bên dưới kìa các bạn ơi. Rồi bây giờ là mình sẽ ăn cái quả táo kim cương nha. Quả táo kim cương này ăn vào chúng ta sẽ hồi được máu nè, thấy không? Hồi được gần 100% máu luôn. Đó. Ui, ông Vịt ông đang ngắm mình các bạn ơi. Đứng cái đấy chào chào nè. Ôi, không trúng, liêu không trúng. Ê, trúng rồi, trời, ông này cũng ghê quá bạn ơi. Ông quăng trúng mình rồi. À được. Bắn thêm cái coi còn lâu mới trúng được. Hãy xem sức mạnh của Phong Cận đây. Hey.
Rồi, dịch đâu rồi, dịch đâu rồi. Hai dịch bên kia, dịch bên kia. Ây da, trời ơi, ông quăng trúng mình này. Ờ, quăng đi, quăng đi, quăng đi. Trời ơi, quăng đi nè. Trưởng lửa nè, trưởng lửa, trưởng lửa. Trưởng lửa, ây da. Trưởng lửa nè, trưởng lửa nè. Đứng lại dịch. Dịch, dịch, dịch nè. Ok, một mạng các bạn ơi. Một mạng, một mạng. Ôi ơi, trời ơi, mình giết được dịch một mạng các bạn ơi. Ôi, ông còn quăng mình nữa kìa. Ôi, được nè. Ôi, quăng luôn hả? Ôi, đố anh quăng được em. Trời, ấy đây là chúng anh quăng được em nè, đố anh. À, ghen ghen. Ây da, trời, chúng thêm cái rồi. Ngon nghe đi. À, à. Ây da, hết máu rồi, hết máu rồi. Còn có 3 máu rồi, còn 3 máu rồi. Ây da. Rồi xong. Trời ơi bạn ơi. Mình còn có 3 máu rồi, cho nên mình bị giết rồi. Nhưng không sao, mình có cái kiếm lửa bên tay mà. Vậy đâu? Cái kiếm gì không? Ây da, trời. Nè, bây giờ em có cái dòng bảo bảo vệ rồi, đố anh quăng được em. Quăng được đi. Chạy hả? Chạy chạy trưởng lửa nè, trưởng lửa. Chém. Ây da. Yeah, mình giết được dịch rồi. Ha ha. Hey. Hey, hey. Chết rồi. Đám cười à, bảo bảo vệ xuất hiện. Ôi dịch đâu rồi, dịch đâu rồi. Ôi dịch kìa, dịch này. Trưởng lửa nè. Chém. Đó, chết mèo. Ôi, cái kiếm của dịch. Chạy. Ê, cắm lùm đồ của em nha, đồ của em cắm lùm nha. Dịch kỳ nha, dịch kỳ nha. Đi ra. Ê da, chém lùm đồ cái đã, dịch kỳ quá. Ôi, lùm đồ nè, rớt nè. Trưởng nè. Đó, chạy. Trưởng nè, trưởng nè. Trời ơi, chạy rồi. Hồi máu, à, mình biết cái. Hồi máu, trưởng nè. Hồi máu hả? Trưởng nè. Trưởng dịch nè. Ôi. Ghê. Ôi mấy bạn ơi, chết rồi bạn ơi. Công dịch này, cái kiếm của ổng là cái kiếm gọi là cái kiếm nước các bạn ơi. Cho nên ổng biết là lợi thế của ổng là lợi thế của ổng là ở dưới nước các bạn ơi. Mình cái kiếm của mình là cái kiếm lửa. Mỗi lần mình đốt ổng cái là ổng nhảy xuống dưới nước à. Cho nên mình không thể nào đốt ổng được. Gì? Hai thằng đánh nhau gì giống Sơn Tinh Thủy Tinh vậy? Ừ, hai giống Sơn Tinh Thủy Tinh giành Mỹ Nương á. Ủa mà Mỹ Nương lại. Dịch nè, dịch nè. Chạy đi đâu cho thoát. Bốn điều. Dịch nè. Ok, 5-4. Năm điều. Ôi trời ơi bạn ơi, chết đấy bạn ơi. Trong dịch này ổng ghê quá bạn ơi. Ở xong rồi. Rồi, năm điều rồi. Dịch nè. Đốt lửa nè. Đốt lửa là trời ơi. Ổng đứng sao quá không đốt được. Đốt lửa. Đốt lửa nè. Rồi, cháy lửa rồi. Đốt lửa nè. Tao chứ cứ. Cái ông này ổng khôn quá bạn ơi. Ông này ổng cứ nhảy xuống cái nước hoài, mình không thấy nào mà mình đốt lửa ổng được. Ông này ổng khôn quá. Dịch nè, sao nó khỏe á? Ôi mình còn cái đời 7 máu á, chạy 7 máu chạy á. Chết rồi bạn ơi, chết rồi bạn ơi. Cái cây này của ổng là ổng bắn từ xa được, còn mình không bắn từ xa được các bạn ơi. Rồi, đó không? Ổng quăng qua tới tận bên đây luôn các bạn ơi. 10 triệu Mỹ Nương. Ây da, trời ơi chết rồi. Dính rồi. Ây da, dính rồi. Rồi rồi. Ăn táo kim cương. Mình phải ăn táo kim cương vô. Táo kim cương vô. Dịch này. Kỳ này ông phải chết vậy ta. Dịch. Thiêu đốt. Ây da. Trời ơi, tức quá, mình thiêu đốt ổng là ổng lại nhảy xuống nước các bạn ơi. Thiêu đốt nè, nước đâu mà chạy. Nước nè. Thiêu đốt dịch nè. Thiêu đốt nè. Yeah. Ok bạn ơi, thì chắc là các bạn. Ây da, cái gì dịch. Em thắng rồi nha dịch, đừng cho ăn gian dịch. Ok bạn ơi, thì coi như mấy bạn đã biết được cái kiếm đó là mạnh nhất rồi đúng không? Cái kiếm lửa mạnh hơn cái kiếm của dịch đó. Ok, trời ơi, dịch à, còn hoặc là có thể là cái kiếm nước nó sẽ mạnh hơn cái kiếm lửa, nhưng do dịch đánh ngu quá. Ây da, ông dí mình. Đốt khủng long ông luôn. Đốt khủng long ông luôn, tưởng nó sợ mà. Dịch nã dịch. Chết queo. Chạy. Bay đi các bạn ơi, bay đi ông dịch này, ông thù dai đó các bạn ơi. Bay đi. Ok là mình sẽ trốn ở đây. Nhảy xuống đây. Hey.
Rồi, ăn táo kim cương vô. Dịch này dịch chế thù dai. Ây, ông đi theo mình luôn rồi. Bay đi, bay đi. Ông này ông đi theo mình luôn rồi, ông lầy quá. Mình phải đi, đi thật xa mới được. Tìm nơi nào thật xa để trốn. Bay lên trời luôn. Bay lên trời, cái này của mình bay lên trời được mà. Mình sẽ bay lên trời luôn. Bay, 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 bay. Ok bạn ơi. Thì chắc là mấy bạn cũng đã biết được rằng là cây kiếm nào là cây kiếm mạnh nhất rồi đúng không? Đó, thì cây kiếm lửa của mình là mạnh hơn cây kiếm của Dịch nè. Đó, ok. Thì coi như là kèo này là coi như mình thắng rồi. Dịch phải đền cho mình 10 triệu. Ok, và bye bye. Hẹn gặp bạn em ở những video lần sau nha. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nữa nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em. Vãi nồi, tạm biệt.